Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình thời sự Hoa Kỳ của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Hạ viện Tennessee, hai dân biểu đảng Dân Chủ bị cơ quan lập pháp đảng Cộng Hòa trục xuất. Người thứ ba giữ được ghế với chênh lệch một phiếu bầu. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa Bản cáo trạng truy tố cựu Tổng thống Trump hoàn toàn không hợp lệ, đặt ra tiền lệ xấu cho quốc gia. Bắc Kinh trừng phạt trưởng đại diện Đài Loan ở Hoa Kỳ, các tổ chức Hoa Kỳ. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Hạ viện Tennessee phán quyết, hai dân biểu của đảng Dân Chủ bị cơ quan lập pháp đảng Cộng Hòa trục xuất. Người thứ ba giữ được ghế với chênh lệch một phiếu bầu. Kính thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 6 tháng 4, sau nhiều giờ tranh luận, hai dân biểu của đảng Dân Chủ Tennessee đã bị Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua khối đa số trục xuất khỏi cơ quan lập pháp Tennessee. Vị dân biểu thứ ba của tiểu bang này phải đối mặt với việc bị trục xuất đã giữ được ghế của mình với cách biệt chỉ một phiếu bầu và một ngày lịch sử tại cơ quan lập pháp Tennessee. Cuộc bỏ phiếu xuất sau đó đã xảy ra tình huống bất ngờ, khi tám nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đi ngược lại đường hướng đảng phái để bỏ phiếu chống lại việc trục xuất dân biểu Gloria Johnson của quận Nox. Thưa quý vị, các nghị quyết trục xuất những dân biểu này đã được đưa ra vào hôm 3 tháng 4, sau khi ba nhà lập pháp này dẫn đầu những người biểu tình với một chiếc loa hô vang lời kêu gọi các hạn chế chặt chẽ hơn đối với quyền sử dụng súng ở ngay tại Hạ viện. Sự việc này đã diễn ra sau vụ xả súng gây tử vong tại trường Covenant ở Nashville một tuần trước đó. Hành động trong số các nghị sĩ là đặc biệt hiếm ở Tennessee. Chỉ có hai nghị viên khác ở tiểu bang này từng bị trục xuất khỏi cơ quan lập pháp kể từ nội chiến. Tuy nhiên, những phiếu bầu đáo phần lớn đã xuất phát từ lưỡng đảng, hoàn toàn trái ngược với việc trục xuất hai dân biểu đảng Dân Chủ theo đường hướng đảng phái lần này. Dân biểu Jones bị mất chất Cuộc tranh luận trước khi biểu quyết trục xuất ông Jones đã kéo dài nhiều giờ, khi mỗi người trong số ba dân biểu này phải đối mặt với các phiên điều trần riêng biệt vào ngày 6 tháng 4. Các dân biểu ở mỗi đảng đã nói một cách say sưa, la lớn, hét lên và bày tỏ cảm xúc về hành động trục xuất những dân biểu mang tính lịch sử. Trong bài diễn văn kết thúc của mình, ông Choi đã kêu gọi các đồng nghiệp của mình bỏ phiếu phản đối trục xuất ông bằng cách nói với họ rằng thế giới đang theo dõi. Khi tôi bước đến một hạ viện này hồi thứ năm tuần trước, ngày 30 tháng 3, tôi đã nghĩ về hàng ngàn sinh viên ở bên ngoài yêu cầu chúng tôi làm điều gì đó. Trên thực tế, nhiều biểu ngữ của họ viết rằng, hãy làm gì đó. Ông Charles nói trong lời biện hộ cuối cùng của mình, yêu cầu duy nhất của họ đối với chúng tôi chính là đáp lại nỗi âu lo của họ đáp lại một cộng đồng bị tổn thương nhưng đáp lại điều đó hành động đầu tiên của cơ quan lập pháp này là trục xuất các dân biểu vì đã kêu gọi luật sử dụng súng hợp lý Ông Trump tiếp tục tuyên bố rằng các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của ông đang thực hiện một cuộc tấn công vào nền dân chủ, và rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày đen tối đối với Tennessee, vì điều đó sẽ báo hiệu cho cả nước rằng không có nền dân chủ nào ở Tennessee. Ông Pearson bị trục xuất Ông Pearson đã có một bài diễn văn hùng hồn với sự vây quanh của các đồng nghiệp đảng dân chủ, nêu cao tinh thần không bỏ cuộc. Ông nói, người của tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Họ là các nhân chứng, cũng như quý vị đã trở thành các nhân chứng cho những gì đang xảy ra ở tiểu bang Tennessee phản dân chủ này. Ông nói thêm rằng mặc dù có vẻ như NRA và những người vận động hành lang cho việc sử dụng súng có thể thắng thế, nhưng ông có một tin tốt là sau cơn mưa trời lại sáng, hứa hẹn sẽ có sự phục sinh và đó là một lời tiên tri đến từ những cánh đồng bông đến từ những cái cây được dùng để treo cổ và vẫn sống mãi trong lòng mỗi người chúng ta để biến tiểu bang Tennessee trở thành nơi lẽ trà phải như vậy. Tôi vẫn còn hy vọng vì tôi biết chúng tôi vẫn ở đây và chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ông nói trước những trang pháo tay in ỏi từ phòng trưng bày. Ông cũng bị cách chức trong một buổi biểu quyết theo đảng phái và bị Chủ tịch Hạ viện Cameron Texton chính thức tuyên bố trục xuất khỏi Hạ viện bà Johnson được ở lại. Bảy thành viên của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại việc trục xuất bà Johnson, người từng là một nghị sĩ đại diện cho quận đất ở East Tennessee kể từ năm 2018. Trong bài diễn văn kết thúc trước cuộc bỏ phiếu, bà Johnson cho biết, tình cảm của chúng tôi đã thôi thúc chúng tôi tiến đến Bục Hạ Viện để kêu gọi hành động. Chúng ta cần để cho tiếng nói của 70.000 cử tri của tôi được lắng nghe. Hai vị trí do ông Charles và ông Pearson để lại hiện đang bị bỏ trống và có thể sẽ do chính hai ông đảm nhận vì các quan chức ở Memphis và Nashville đã lên tiếng ủng hộ việc bổ nhiệm lại hai dân biểu này vào những chiếc ghế tạm thời bị bỏ trống đó. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa, bản cáo trạng truy tố cựu Tổng thống Trump hoàn toàn không hợp lệ, đặt ra tiền lệ xấu cho quốc gia. Vài ngày sau khi cựu tổng thống Donald Trump không nhận tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, bản có trạng của một đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan dành cho ông tiếp tục làm dấy lên sự phẫn nộ và lo ngại của các đảng viên của đảng Cộng Hòa, với việc một số người cho rằng vụ truy tố ông có thể mở đường cho hành vi sai trái tràn lan trong các cơ quan công tố. Vào ngày 5 tháng 4, trong một cuộc phỏng vấn với NTD News, hãng thông tấn cùng hệ thống với tờ Epoch Times, Phó Thống đốc Mississippi Gilbert Houseman đã cảnh báo rằng, bây giờ, mối đe dọa là điều này không chỉ xảy ra trong trường hợp này, mà còn xảy ra với bất kỳ thành viên của đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ nào khác. Ông nói thêm, đây là một tiền lệ xấu đối với đất nước, và tôi thực sự hy vọng rằng vụ án này sẽ bị cơ quan tư pháp bắt bỏ sớm. Bản cáo trạng này đã được công bố vào hôm 4 tháng 4, sau phiên tòa buộc tội cựu tổng thống Trump, đã tiết lộ 34 cáo buộc trọng tội liên quan đến một khoản thanh toán bị cáo buộc là tiền bịt miệng cho nữ diễn viên đóng phim người lớn Stormy Daniels trong vòng bầu cử năm 2016. Ông Hosman người đã từng soạn thảo các thỏa thuận không tiết lộ với tư cách là một luật sư lưu ý rằng việc làm này là rất hợp pháp và ông nghĩ rằng những cáo buộc dành cho ông trump là hoàn toàn không hợp lệ phó thống đốc này cho hay tôi nghĩ đó là một sự kiện chính trị và không phải là điều mà chúng ta nên ủng hộ hay tự hào ở đất nước mình và tôi thật sự hài lòng khi thấy tất cả các cánh của đảng Cộng Hòa bước ra và nói đây là một cuộc săn phụ thủy và chuyện này không bao giờ nên xảy ra với vị cựu tổng thống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp cho đảng của chúng ta hiệp lực rất nhiều bằng cách chứng kiến hành động đó nghiêm trọng đến mức nào. Phó thống đốc Louisiana Billy Nuskencher, một thành viên của đảng Cộng hòa khác đã đồng tình với những lo ngại của ông Hosman về hậu quả của điều mà ông xem là một cuộc tấn công có động cơ chính trị nhằm vào ông Trump. Ông nói, bất cứ khi nào quý vị vũ khí hóa hoặc làm mọi chuyện vì lý do chính trị, bất kể đó là gì, thì điều đó sẽ đặt ra một tiền lệ xấu. Đồng thời lưu ý rằng, Ông đã từng làm việc với nhiều thành viên đảng Dân Chủ trong nhiều năm qua để hoàn thành mọi việc. Ông nói thêm, sự trừng phạt chính trị này phải chấm dứt ở đất nước chúng ta. Chúng ta phải hiệp lực và cùng nhau giải quyết các vấn đề của mình. Và chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. Chừng nào chúng ta còn vũ khí hóa hệ thống tòa án hoặc bất kỳ thứ gì để phục vụ cho mục đích trả thù hoặc trừng phạt về chính trị cũng lưu ý rằng những cáo buộc chống lại ông Trump dường như không có nhiều cơ sở. Ông Nekerser đã mô tả cáo trạng này là điều đáng tiếc và có hại cho quốc gia. Các động cơ chính trị Theo một cuộc tâm dò vào ngày 2 tháng 4 của ABC News Ipsos, đa phần người Hoa Kỳ 47%, bao gồm 79% thành viên đảng Cộng Hòa, tin rằng các cáo buộc chống lại ông Trump là có động cơ chính trị. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Quadrum của ông Steve Bannon, dân biểu Andy đảng Cộng hòa tiểu bang Arizona, khẳng định rằng khi quý vị suy xét điều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng họ đang cố gắng ngăn chặn động lực mà cựu Tổng thống Trump đã đạt được. Và không chỉ là động lực mà cựu Tổng thống Trump đạt được, họ còn đang cố gắng đánh lạc hướng chúng ta khỏi sự thiếu động lực hay nói cách khác là sự trượt dốc trong phe của ông Biden. Thế nhưng, nếu mục tiêu là nhằm ngăn cản ông Trump bước vào tòa bạch ốc, thì vụ án này dường như có tác dụng ngược lại. Theo một cuộc thăm dò vào hôm 7 tháng 4 của Reuters Ipsos, kể từ khi diễn ra vụ truy tố ông Trump vào hồi tuần trước ngày 27 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, mức độ tín nhiệm của ông trong đảng Cộng hòa đã tăng vọt, giúp ông dẫn trước thống đốc Florida Ron DeSantis 37 điểm cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa, một bước nhảy vọt 8 điểm chỉ trong 3 ngày. Trong khi đó, theo một cuộc khảo sát vào hôm 5 tháng 4 của công ty Rasmussen Reports, trong một cuộc tái đấu một đối một giữa ông Trump và Tổng thống Joe Biden, khả năng cử tri sẽ chọn ông Trump là 47% so với 40% dành cho ông Biden. Trước đó, vào hôm 15 tháng 2, công ty Rasmussen đã cho thấy ông Biden đạt tỷ lệ ủng hộ 45%, dẫn trước một cách xích sao so với tỷ lệ 42% của ông Trump. Hôm 4 tháng 4, ông Trump đã nói chuyện với những người ủng hộ tại khu nghỉ dưỡng mar lago của mình, cho biết mình vô tội trước những cáo buộc chống lại ông và khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo đương thời, Hoa Kỳ đã trở thành một mớ hỗn độn mà chỉ có ông mới có thể dọn dẹp một cách hiệu quả. Thật đáng kinh ngạc, giờ thì chúng ta là một quốc gia thất bại, chúng ta là một quốc gia đang suy tàn và lúc này những kẻ điên cuồng cánh tả cực đoan này lại muốn can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta bằng cách sử dụng cơ quan chấp pháp. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Với tất cả những điều đó và với một đám mây đen dày đặc đang bao phủ trên đất nước thân yêu của chúng ta, tuy nhiên, tôi không nghi ngờ gì về việc chúng ta sẽ làm cho nước Hoa Kỳ vĩ đại trở lại. tin trừng phạt trưởng đại diện Đài Loan ở Hoa Kỳ, các tổ chức Hoa Kỳ. Trung Quốc vừa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào bà Tiêu Hoa Kỳ Cầm, người nắm thẩm quyền như là vị đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Hoa Kỳ, cấm bà và người thân của bà vào Đại Lục, Hồng Kông và Ma Cao. Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 7 tháng 4. Các biện pháp trừng phạt được Văn phòng Đài Loan, sự vụ của Trung Quốc công bố cũng cấm các nhà đầu tư và công ty liên quan đến bà Tiêu hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở Đại Lục. Động thái này diễn ra sau cuộc gặp của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy trong chặng dừng chân của bà tại Hoa Kỳ trong tuần này. Bà Tiêu viết trên Twitter, Ô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vừa trừng phạt tôi một lần nữa, lần thứ hai. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng loan báo các bước nhằm vào Viện Hudson và Thư viện Dragon của Hoa Kỳ và lãnh đạo các cơ quan này, nói rằng cả hai nơi này đã tạo nên nền tảng và cơ sở cho điều mà họ gọi là các hoạt động ly khai của bà Thái. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã phản ứng giận dữ, nói rằng Trung Quốc không có quyền chỏ mũi vào về các chuyến công du nước ngoài của bà Thái và Bắc Kinh đang tự lừa dối nếu cho rằng các biện pháp trừng phạt đó có tác dụng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao viết, Điều đó không chỉ làm cho người dân của chúng tôi thêm ác cảm mà còn phơi bày bản chất phi lý và lỗ bịch của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ đã ngay lập tức hạn chế các trường đại học, tổ chức, các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc tham gia và hợp tác với Viện Hudson và Thư viện Dragon và các lãnh đạo của họ. Trung Quốc cũng đã cấm các lãnh đạo này và nước họ và đóng băng các tài sản của họ ở Trung Quốc. Các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc sẽ có ít tác động trên thực tế vì các quan chức cấp cao của Đài Loan không đến thăm Trung Quốc trong khi các tòa án của Trung Quốc không có quyền tài phán ở Đài Loan. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với quỹ triển vọng do một cựu bộ trưởng ngoại giao Đài Loan đứng đầu và Hội đồng Tự do và Dân chủ Châu Á. Một liên minh đa quốc gia mà Đảng dân tiến DPP cầm quyền của Đài Loan đồng sáng lập vào năm 1993 Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Quốc cáo buộc các tổ chức này cổ suý ý tưởng Đài Loan độc lập trên trường quốc tế. Quỹ triển vọng bày tỏ khích sức lấy làm tiếc về quyết định này và ra tuyên bố nói rằng họ sẽ duy trì tinh thần học thuật độc lập và nguyên tắc bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.